Bạn là một game thủ, bạn đã chót bỏ tiền ra mua một chiếc laptop hoặc là PC gaming, thêm một em bàn phím đẹp. Bây giờ các bạn tự hỏi tiền đâu ra mua tai nghe? Đừng lo, chỉ cần 700k các bạn đã có ngay em tai nghe này LED RGB luôn, xịn sò nhá. Gấp lại gọn gàng, có hẳn hai chế độ. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu. Mình là Công, tới từ Review OS. Mã của em này là Airwick AR6. Nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link của Banggood ở phần mô tả cho các bạn tiện tham khảo sản phẩm nhé. Đây là hộp của sản phẩm chúng ta này. Khi mà ship từ nước ngoài về thì bên ngoài hộp có thể hơi móp một tí, nhưng các bạn yên tâm là sản phẩm ở bên trong nó không làm sao nhá. Nếu như bạn nào mà định mua về thì cứ an tâm đặt trên Banggood cho mình. Mình đã đặt rất nhiều sản phẩm từ bên này về rồi, cái nào về cũng toàn vẹn hết. Họ sẽ có cách để bọc lại cho bạn và đảm bảo sản phẩm không bị làm sao. Ở phía đằng sau vỏ hộp thì bạn sẽ có một số thông tin quan trọng liên quan tới sản phẩm. Mã sản phẩm là gì? Bluetooth là 5.2 này, pin của chúng ta có thể nghe nhạc liên tục lên tới là 50 tiếng đồng hồ và nặng chỉ 260g. Thì đấy là những thông tin cơ bản liên quan đến sản phẩm này. Mình sẽ bóc ra bên trong cho các bạn xem những phụ kiện nhá. Nhìn đóng hộp thì nó khá là bình thường ấy. Đây, các bạn sẽ có một cái mic. Đây là mic có thể tháo rời ra được, và nếu như bạn nào muốn sử dụng để đàm thoại trong game thì cắm vào tai nghe luôn. Còn khi các bạn không cần thì tháo ra cho nó gọn gàng. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cáp sạc dành cho tai nghe, lưu ý cho mình USB Type-C xịn sò. Và làm sao thiếu được em này, đây là cọng cáp 3.5 để bạn cắm vào máy tính của chúng ta. Ở đầu video thì mình có nói rằng là em này có hai chế độ, đó chính là không dây và có dây. Nếu như các bạn muốn dùng có dây thì bạn chỉ cần đơn giản là cắm cho mình cái cọng cáp này vào thôi là chúng ta đã có dây rồi. Và khi các bạn cần sử dụng mic thì đây nhá, có một lỗ cắm mic này được đánh dấu riêng biệt luôn. Anh em cắm yên tâm, không bao giờ bị nhầm giữa cái cọng để cắm 3.5 và cọng cắm mic đâu. Nó có thiết kế riêng biệt, và sau khi cắm vào xong, mic có thể điều chỉnh thế này. Đấy, bẻ thoải mái. Mình sẽ đeo cho các bạn xem. Và đây là mình sau khi đeo xong, nhìn hơi giống anh tổng đài một tí, nhưng mà đây là một chiếc tai nghe gaming với giá chỉ có 700k thôi, nên các bạn cũng thông cảm sơ sơ. Và lúc chúng ta đeo vào thì bạn có thể yên tâm để chiến game, kể cả là điện thoại hay là máy tính của chúng ta đều được hết. Và chúng ta sẽ có kết nối thông qua Bluetooth 5.2 nên mình thấy rằng cũng khá là ổn định. Mình có thử thông qua điện thoại của mình là iPhone 12 Pro Max và chiếc máy tính ở trên bàn của mình đây, thì cả hai đều kết nối tốt nhá. Nhân tiện đang nói về Bluetooth thì mình sẽ nói luôn về độ trễ của tai nghe. Nếu như các bạn kết nối thông qua Bluetooth thì chắc chắn là sẽ có độ trễ, và với những anh em nào chơi game bắn súng thì không thể đáp ứng được. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải lo, bởi vì đây là tai nghe gaming. Nếu như các bạn muốn zero lag, không có một tí trễ nào cả, thì chỉ cần cắm cho mình jack cắm 3.5 này vào là xong. Đúng là tai nghe hai chế độ, tiện lợi không anh em? Ở trên tai nghe cũng có phần hiển thị phần trăm pin, nó khá là trực quan. Bạn có thể nhìn được luôn là tai nghe còn bao nhiêu pin. Ở đây thì mình đã dùng khá là nhiều rồi nhưng mà chưa tụt vạch pin nào cả, nên mình tin rằng cái con số nghe nhạc từ 45 tới 50 tiếng đồng hồ liên tục là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý cho mình là phần ear cup của chúng ta nó không thực sự to lắm, nó chỉ vừa với những người có cái vành tai giống như mình thôi. Còn nếu như mà to hơn mình khoảng tầm 1/3 thì chắc chắn với các bạn là ear cup nó sẽ đè trực tiếp lên tai của bạn, và khi đeo lâu sẽ cảm giác là bị đau ở phần vành tai, cũng như là cái phần ear cup này này, khi mình đeo vào tai nó bám rất là khít tới tai của mình luôn. Âm thanh nghe sướng, không bị lọt âm từ ngoài vào, nhưng mà lại mang lại một vấn đề, đó chính là nó sẽ bị bí tai của bạn khi đeo lâu. Nói về phần cảm giác đeo thì mình thấy đeo em này nó khá là nhẹ đầu và thoải mái, bởi vì cân nặng là 260g như mình chia sẻ ở đầu video. Rồi là phần ear cup của chúng ta khi mà đeo cũng khá là mềm mại. Đặc biệt là phần headband này, các bạn sẽ có một lớp mút mỏng ngay phía trên giúp cái phần đầu của chúng ta thoải mái hơn. Một tính năng mình đảm bảo các bạn chưa bao giờ thấy ở trên tai nghe gaming, đó chính là có thể nghe nhạc thông qua thẻ nhớ. Thế mà em này lại có anh em ạ. Và khi nghe nhạc như vậy thì các bạn có thể dễ dàng là chúng ta bỏ qua kết nối giữa máy tính, bỏ kết nối giữa điện thoại đi. Bạn chỉ cần một mình cái tai nghe thôi, nó sẽ hoạt động như kiểu một cái máy nghe nhạc ấy, tính ra cũng hay nhờ. Là một chiếc tai nghe gaming thì không thể nào thiếu được phần LED RGB để mọi thứ trở nên nổi bật hơn, game thủ hơn. Và các bạn sẽ có LED RGB ở ngay hai bên, bên trái, bên phải đều có hai vòng LED. Hai vòng này mình đã test thử thì không nháy theo nhạc được, nó sẽ có một chế độ cố định luôn. Nhưng mà nói chung là cũng đổi màu thì trông cũng đẹp. Và phần cuối cùng thì sẽ là về chất âm ở trên em này. Mình đã có nghe thử một vài tựa game cũng như nghe thử tiếng bước chân, thì mình thấy rằng là tai nghe nghe khá là rõ ràng tiếng bước chân, chơi PUBG cũng được luôn. Nhưng mà lưu ý là âm thanh của em này nếu như mình kết nối Bluetooth với máy tính thì mình cảm thấy là âm lượng nó chưa thực sự lớn. Khi mà mình nghe đa phần là mình phải để tầm 80 trở lên để mình cảm thấy là âm thanh nó đủ với tai của mình. Nói về mặt chất âm thì cái chất âm ở trên tai nghe này đúng theo kiểu tai nghe gaming trong tầm giá dưới 1 triệu đồng. Các bạn sẽ có tiếng trống nhiều về mặt lượng, tiếng trống thình thình đánh liên tục luôn. Nhưng mà lại không có cái độ dứt khoát lắm, cảm giác tiếng trống của chúng ta nó hơi bị kéo đuôi và có gì đó nó như kiểu bong bóng vỡ ấy, nó chưa thực sự là chắc chắn.
Còn về giải mid của chúng ta thì sẽ bị cái tiếng trống nó hơi bao trùm lên một chút. Cái điều này cũng dễ hiểu mà, mình đã gặp ở nhiều tai nghe rồi. Và cuối cùng là về giải treble thì tai nghe này vẫn có nhá. Thậm chí là treble của tai nghe nghe khá là sáng và tách bạch. Đến đây thì mình sẽ kết thúc video về chiếc tai nghe gaming nhưng mức giá lại vô cùng hấp dẫn, chỉ 700k. Nếu như bạn nào quan tâm thì đường link của Banggood mình sẽ để ở phần mô tả của video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS. Và các bạn cảm thấy sao về em này thì cũng đừng quên để ý kiến ở phần bình luận nhá. Xin chào mọi người.